Ok, hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khải cũng vừa nhận được gia truyền khán cả 11 anh em. Đây, đó, đầu 1 dòng 1, vãi nồi. Gia truyền khán cả 11 thủy 1 dòng 1 anh em. Tường thổ thì mình xài cũng được đi, chúng gia truyền thủy rồi, chịu chết rồi. Kim cũng có giá anh em, nếu mà gia truyền này chim, gia truyền hợp kim là bán được 15 kim rồi. Nếu mà chơi chiền hờ kim thì bán được 12 đến 15 kim á anh em. Hôm qua Duy trong bang mình nó sang được gia truyền kháng cả 12 hờ kim, nó bán 18 kim á anh em, 18 kim ấy. Trời ơi, gia truyền này chúng gia truyền thủy nhỏ vãi rồi. Đúng nhỏ luôn anh em, thấy nhỏ không? Ok anh, ok anh. Ok anh đang ngô luôn, đợi em tí nha, đợi em làm xong video rồi. Đó anh em thấy không? Vừa tranh ra gia truyền này anh em. Không cắn may mắn luôn, không cắn mắn ra luôn. Không cắn cái một dòng một. À, nhỏ vậy. Hôm qua thì Duy nó được gia truyền kháng cả 12 hợp kim, nó bán 18 kim á anh em. Độ đây chúng truyền thủy nhỏ vái rồi. Sao không mọc hoặc là cái gì đó, mọc hay là gì đó, đậu xanh đưa cho truyền thủy. Thủy cũng được thôi, nhưng mà thủy làm ra ít người dùng. Hoặc là ngâm mi Thủy Yên, Thủy Yên nó không mang khăn lôi thì nó không mang cái truyền lôi thì nó mang cái truyền một dòng cũng được. Ừ, chứ giá truyền này thì cũng được, giá truyền này giờ bán chắc cũng được 5 đến 10 kim, khả người chắc cũng được 5-10 kim, hợp thủy thì ít người xài nhưng mà giá nó cũng được 5-10 kim ấy, không ít đâu. Đó, xem mà mới mà anh em, như thế này là được được ít tiền rồi ấy, đó, quá chắc nha anh em. Khải đang lên đảo á, xong rồi quay qua này thì đồ thì bật, Khải cứ bật thường xuyên rồi nè, Khải cứ đợi trên người này thôi, thấy nó nhặt vô người thì mình nhắn qua mình kích mình xem thử, thấy được cái giá truyền kháng cả 11, số nhỏ vãi rồi. Nếu mà ra giá truyền kim á thì Khải nghĩ bèo bèo nó phải 12 đến 15 kim là chuyện bình thường đó. Kháng cả 11 hợp kim là đẹp luôn. Hợp kim là nhiều người xài như là võ đăng nữ này, thủy yên nữ này đó. Còn hợp thủy thì hiếm có người đỡ xài mà kích đồ này nọ. Hoặc là đường môn nó chơi theo vũ khí dòng 1 nè. Nếu mà đường môn hoặc là thủy yên chơi theo vũ khí dòng 1 thì có thể xài vũ khí cái giá truyền này được. Đó, hoặc là nghe mi thủy yên. Nếu mà không có giá truyền kháng lôi, kháng tất cả thì họ có thể sử dụng giá truyền này. Có lấy kim không anh? Minh Nguyễn ơi, kim nha Minh Nguyễn ơi. Đưa điện thoại anh em ơi. Đây coi. Nói chung là anh em xem video thì đừng quên cho một like, chia sẻ video nhặt đồ ở bà chanh này anh em ơi. Này là vật phẩm thứ hai rồi. Từ cây vũ khí xuất thương 1 lý nội công 159 thì đây là món đồ thứ hai khai nhặt được từ trên bà chanh. Cái gì anh em xem thì đừng quên cho một like nhá, một like chia sẻ nhá. Đó, món đồ thứ hai.